Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách so sánh hai cái cổ phiếu, xem cái cổ phiếu nào nó đang mạnh hơn cái cổ phiếu nào trong một thời điểm hiện tại. Ví dụ như trên cái màn hình là mình đang so sánh hai cái cổ phiếu là SSI và HCM, hai cái cổ phiếu cùng là ngành chứng khoán. Thì mình sẽ vẽ ra được cái sức mạnh, cái đồ thị thay đổi giá của hai thằng. Thì ngay hôm nay, ví dụ ngày hôm nay thời điểm hiện tại, thì cái thằng HCM nó mạnh hơn thằng SSI, nó tăng giá tốt hơn và nó mạnh hơn cách đây khoảng từ ngày 10 tháng 8 đó, là SSI nó có tín hiệu đuối hơn so với HCM. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái cách so sánh cái biểu đồ như thế này. Thì một số hàm mình sử dụng hôm nay là hàm param string, hàm foreign, hàm com rock, hàm plot và hàm color RGB. Thì hai hàm này là cái hàm quen thuộc, hôm nào cũng sử dụng. Thì đầu tiên mình xin trình bày cái hàm param string. Thì cái mục đích của nó là dùng để nhập cái ký tự. Cái ký tự này mình có thể thay đổi trong cái cửa sổ parameter. Thì cái cấu trúc nó là parastream tên và cái ký tự mặc định. Cái ký tự mặc định này là ví dụ như mình không có ghi trong cái cấu trúc mình, mà mình ghi ký tự mặc định là vn index, và khi mà mình không có chỉnh cái trong cái cửa sổ này thì nó sẽ so sánh cái sức mạnh của cổ phiếu mình với thằng vn index, xem coi cổ phiếu mình mạnh hơn thị trường chung hay là yếu hơn thị trường chung. Cái hàm thứ hai mình dùng là hàm foreign. Thì cái này là dùng để truy cập vào một cái cổ phiếu bên ngoài, một cái cổ phiếu giống như cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu khách. Thì như trong cái bài mình á, là cái cổ phiếu là cái mã là mình có thể mình dùng hàm parastream để mình nhập. Ví dụ mình có thể nhập HCM, VN Index, SSI hay là bất cứ thằng nào. Rồi xong đó mình dùng cái hàm foreign này để mình lấy cái giá đóng cửa, là cái trường dữ liệu là cái giá đóng cửa của thằng VN Index hoặc là thằng HCM. Rồi cái hàm tiếp theo mình dùng là cái hàm KUM. Cái hàm này mục đích của nó là cộng dồn lũy kế. Nó tính từ đầu khi mà cái cổ phiếu có dữ liệu. Cái đoạn ví dụ này mình làm sai á. Hồi mình sẽ mở cái đoạn code lại. Rồi một cái hàm sử dụng tương tự như cái hàm KUM này, mọi người có thể dùng để biến tấu cái lệnh lại là cái hàm SUM. Thì cái hàm SUM này là nó sẽ tính cộng dồn lũy kế nhưng mà trong một cái khoảng thời gian thôi. Ví dụ như mình chỉ so sánh hai cổ phiếu này trong năm 2021, thì mình sẽ sửa là cái khoảng thời gian này là 120 ngày hay là 110 ngày, 240 ngày vậy đó. Rồi tiếp theo là cái hàm plot. Thì mình giới thiệu hôm nào cũng sử dụng đó, hôm nay chỉ mọi người quan tâm là cái style tick. Thì cái này mục đích của nó là để vẽ cái biểu đồ của mình cho cái đường nét cho nó lớn, là nó dày lên. Hàm box thì mục đích của nó là lấy phần trăm thay đổi trong một khoảng thời gian. Thì hàm gốc là cấu trúc của nó là dãy số vào khoảng thời gian, như ở trong cái bài của mình á, là mình sử dụng là cái biến lệch, tức là nó sẽ là cái tăng giá của thằng, như tăng giá của thằng chủ trừ cho tăng giá của đoàn khách và cộng dồn theo thời gian. Ví dụ như trong cái bài của mình, nó tăng giá của thằng thằng V thằng SSI nó lớn hơn cái thằng tăng giá của thằng HCM, thì giá trị này nó sẽ ra là ra giá trị dương, khi mà mình cộng nó biểu đồ nó sẽ đi lên. Còn nếu mà giá trị âm á, tức là thằng SSI nó tăng giá yếu hơn thằng HCM, thì nó, biểu đồ nó sẽ cắm xuống. Rồi mình quay lại đây là cái đoạn code khá là đơn giản, mọi người có thể liên hệ Zalo với mình sẽ gửi cho mọi người.
Còn đây để làm cái để làm được cái biểu đồ như thế này á, thì ngoài cái đoạn đoạn code mình vừa vẽ, mình phải dùng thêm một cái biểu đồ mà nó mặc định sẵn trong AMI Worker, là nó có cái biểu đồ của thằng Rise Foreign này. Để mình thử cho mọi người xem. Đó, ví dụ như đầu tiên là giá biểu đồ của đây gì, và xong muốn giá biểu đồ của một thằng khách vô thì dùng cái lệnh có sẵn là Rise Foreign. Rồi xong mình sử dụng cái đoạn code của mình viết để mình so sánh trực quan hai cái mức độ mạnh yếu của hai này. Rồi mọi người, cảm ơn mọi người.